Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, một đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 100 token có ký hiệu là EFCT đến từ sáng Fidex Valency. Thì để tham gia nha, hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video bạn tới đăng start chatbot nè. Rồi một token là 4.5 đô dưới ta Brian đó, Litin Brian đó, nhận 100 tôi cần lấy khoảng 450 đô thôi, bao nhiêu thì các bạn cứ làm lại luôn. Các bạn đang bán video nè, thì để tham gia gọi thêm nhiều đầu tiên follow Twitter nè và đi Wishbot trên Twitter nè. Các bạn theo dõi nè, các bạn dự án này khá là cộng đồng ba mấy người tham gia. Rồi các bạn like nè, các bạn nhắn như Twitter, các bạn tăng dày các bạn đi các bạn. Rồi sau đó các bạn mới đáp lên nè. Rồi tiếp tục các bạn xin nick website của nó nè các bạn, thì xin nick đăng ký sau đi, mình join vào kênh group, kênh channel, rồi bắt đáp lại follow Twitter trên nguồn Apple nữa các bạn. Rồi mình tìm cái bài của nó nè, là bạn nè, bài này nè các bạn, các bạn like nè, các bạn chắc chắn tự quyết username của dự án các bạn, các bạn ghi vào cộng dự án này crypto. Rồi các bạn tự quyết là username của nó các bạn, tại dự án này mình thấy khá lớn nên mình làm cẩn thận chút. Rồi các bạn vào đây các bạn tự quyết nữa nè. Ủa mình đã tự quyết rồi không các bạn? Sau đó thì các bạn chơi về con mod nè, các bạn xoắn tiếp kênh seller nè, xoắn tiếp kênh group nè. Rồi rồi sau đó các bạn nhập vào đăng ký website của nó nè. Và các bạn rồi các bạn đăng ký dòng đầu tiên, các bạn địa chỉ email của tôi, các bạn vào các bạn dòng thứ hai password, dòng thứ ba sẽ password, bấm vào sign up nè. Rồi sau đó các bạn nó gửi về cho các bạn một cái mã code trong email của các bạn mở email của bạn ra đi nhận mã code nè các bạn. Rồi đây là Artifice, không có thì bạn vào tất cả thư nha bạn. Sao không có các bạn? Các bạn vào thư spam các bạn, thư ghét nè, update. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Sorry các bạn, các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào send code nha các bạn, nó mới gửi về mã code email tất cả các bạn. Ok, gửi về email cho mình nè các bạn. Rồi hồi nãy tự động nó gỡ sao chép liên kết nữa. Rồi các bạn dán vào đây nè, rồi các bạn bấm vào verify account các bạn, rồi subscribe, các bạn login vào các bạn, để check qua website này. Rồi withdraw address, thôi mình đăng ký thôi, mình bỏ đi các bạn. Sau này nó có update nữa, rồi bấm nút check này bạn, mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi bấm sau này drop nè, rồi bạn bấm submit detail nè. Rồi các bạn điền là username telegram của tất cả các bạn đã xôn xao AirDrop nè bạn, thì các bạn nhấp ba cánh cùng nè, các bạn vào setting nè, các bạn copy username mình nè, a cộng anh 562. Còn anh 5 số 2 2 3 4 5. Sang chỉnh li công tác liền, tiếp tục không gỡ đường link mà profile Twitter mình nha các bạn. Trên Twitter bạn nhấp ba gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè, rồi bạn sẽ chép liên kết nè các bạn, rồi bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ địa chỉ email các bạn đăng ký trên website hồi nãy các bạn. Sau này nếu tôi cần phân phối về chắc cái sai này đó quá. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB sản phẩm trên Bet20 trên YouTube Wallet mình. Dự án này về khá là ngon các bạn, nhưng mà lịch sàn giống như dự án đã nói thì khá là ok, khá là ấm. Rồi tiếp tục bạn son tiếp kênh seller, kênh group, đăng ký YouTube luôn các bạn. Ngồi group này mình đã đăng ký lâu rồi các bạn ơi. Rồi bạn bấm done nè, sau đó bạn submit link request nè, phần nếu có bài nào các bạn.
Rồi các bạn hãy gấp bô của nó nè. Thì các bạn mở Twitter của các bạn ra nha các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài này nè. Giờ bạn sao chép liên kết nè. Rồi mình gọi nó cho bot nè. Sau đó bạn bấm balance đi check số cần mình kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 token AFCNT này các bạn. Thì bạn gì đang ghép chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm thêm token các bạn. Bấm get link video cái ngày mấy ta. Ok, token này sẽ phân phối vào ngày 1 tháng 10 nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.